Cái này uh, dòng sam uh, hương hả anh em sam hương chắc nhiều anh em cũng uh, phái rồi cũng, uh, Biết rồi ha Cái dòng này thì hiện tại đang hot nè Nhiều anh em chơi ha Cái lá nó cũng có mùi hương nữa ha anh em uh, Tàn thì em cũng uống sơ sơ cho anh em uh. Về anh em mình chăm thêm ha uh. Chăm thêm mình uống cho uh, Mình nuôi cho tàn nó Nó cạnh nó bự bự lên đó uh. Rồi anh em cắt trực lại cho đẹp ha uh. Chi cốt đầu tiên á uh, Thì em nuôi uh, nó bự hết trơn nè Anh em coi nào, nó căng dưới cái thằng này ha uh. Về mình nuôi thêm Đó uh cái này thì dòng sam hương indo ha anh em sam hương indo sam hương thì có hai loại ha là nó có indo với đài loan cái dòng này indo thì thân nó trắng hơn nè lá nó tròn ha nó ít gai lá nó không có khí khía ha anh em rồi cây này thì em giao lưu với anh em là 300 k bao gồm phí ship ha anh em đó thì em ship với anh em làm em ship một cái chậu trên này thôi ha cái này em lộng thôi cái cây mình vẫn sống khỏe bình thường nè anh em coi nè độ quái của nó thì khỏi phải bàn rồi đó, quái dữ lắm luôn ha Ừ, mấy cái này mấy cái nữa nó ra mấy cái đọt nè về anh em mình cắt ngang ha cắm xuống đây đấy cắm xuống chắc chồng dẫn lên bình thường ha anh em mình làm mấy cây mini chơi cái này thì tạo quái này là tạo từ nhỏ ha cho mấy cái mấy cành bự mình đâu uống quái được vậy đâu về mình nuôi tới tết là có cây chơi đó đó ba trăm k ha anh em bao gồm phí ship cho anh em luôn Cậu quái thì khỏi phải bàn rồi. Đó. 300k bao gồm phí ship.